ta đang sử dụng cơ chế quy động nước methanol tích tụ rất lâu trong cơ thể, và ví dụ có thể khi tác động của amin ADH và khi tác của argon điện hydrogena có sẵn trong cơ thể sẽ oxy hóa methanol thành aminoxit. Rồi sau đó khi tác động của amin ADH hoặc và hydrogena có sẵn trong cơ thể sẽ oxy hóa aminoxit thành axit formic, rồi sau đó tiếp tục chuyển hóa đến cuối cùng thành CO2 để được đào thải. Như nãy tôi nói là aminoxit formic là một chất kỳ độc, nói chung aminoxit là rất độc ha. Đi với aminoxit formic thì nó độc gấp 33 lần so với methanol, và axit formic độc gấp 6 lần so với methanol. Chúng ta thấy độc của methanol thì chủ yếu là độc do các chất chuyển hóa nó tạo thành. Thì ở ngoài đời sống hàng ngày chúng ta thấy trong những cái thực phẩm mà người ta cho hormone vô là gì nè, uống rồi kia đó, hoặc là ta bảo quản thịt cá kia là bỏ hormone vô rất là độc đó nè. Thì hormone là ADH hormic nồng độ 40% người ta gọi là hormone, trong hủ tiếu rồi kia đó, hoặc là người ta bỏ vô bất kỳ cái gì để ta bảo quản thì không bao giờ thu. Rồi ADH hormic khi dẫn cơ thể sẽ liên kết với NH2 của protein ức chế hoạt tính enzyme trọng. Rồi axit formic liên kết với các enzyme có nhân sắt, tức là enzyme như này tôi nói là bản chất của protein. Phần nhân ngoại có chứa sắt nó sẽ kết hợp với các enzyme này để ức chế phân hóa tế bào, nhất là tế bào thần kinh và thị giác, cho đó melanin nói chung là độc, rất là độc, đặc biệt đối với thần kinh, tế bào thần kinh và thị giác. Axit formic đầu tiên những axit chuyển hóa tổn hại hệ do đó methanol gây độc tính chủ yếu là tế bào thần kinh trung ương và hệ hô hấp, và đặc biệt là đối với thần kinh thị giác. Liều độc là trên 50 mg trên 1 dl ra, thì với dòng trung bình là 70 ml đối với một lớn. Thì cái dầu này chắc chỉ chết là 75 ml tới nhiều lớn. Liều độc là có thể chết là 50 ml trên 1 dl. Rồi nguyên nhân ngộ độc, cấp do uống nhầm methanol khi là rượu ethanol có lẫn nhiều methanol ha, tức là rượu không có rượu nguồn gốc, không có rượu rượu là người ta mua rẻ tiền ha, cái cồn công nghiệp á, có khi người ta lấy cồn công nghiệp người ta pha loãng ra thì nó lẫn nhiều tạp chất, và trong đó có methanol, có aminoxit, có xeton và những chất độc khác. Rồi ngộ độc truyền nhiễm, do hít phải hơi methanol trong khi làm việc lâu ở môi trường có chứa methanol, nồng độ tối đa cho phép trong môi trường mà người ta làm việc á, thì có thể cho phép phải nhỏ hơn 2%, nhỏ hơn một bằng thì tối đa là 2% thôi. Rồi chúng ta chuyển qua cái phần triệu chứng ngộ độc. Triệu chứng ngộ độc thì triệu chứng ban đầu ha, triệu chứng ban đầu cũng giống như là say rượu, tại vì đây là rượu mà, thì mấy em có thể ghi thêm trên này. Triệu chứng ban đầu cũng giống như ngộ độc rượu, tức là có thể giống như ngộ độc ethanol nhé, giống như say rượu ha, đầu tiên thì giống như say rượu, giống như say rượu thì không kiểm soát được cảm xúc hành vi, ban đầu giống như say rượu không kiểm soát được cảm xúc hành vi, dễ tức giận, dễ nổi nóng, dễ đi không vững ban đầu á. Rồi triệu chứng sau đó nặng hơn nè, phải đưa đến trên đối hệ thần kinh trung ương, ban đầu thì giống như là say rượu nhưng mà sau đó thì nặng hơn. Đối hệ thần kinh trung ương nặng nhân bị chóng mặt, nhức đầu, cái gì cũng bắt đầu là nhức đầu, chóng mặt, rồi buồn ngủ, với ví dụ thì buồn ngủ sau đó nôn, có khi nôn ra máu, đau tiêu chảy, viêm tụy, mặt thì hơi chứng xám, huyết áp hạ, khó thở, đầu tự giãn, phù phổi. Cuối cùng là nạn nhân có tình trạng rối loạn điện giải, hôn mê và điều trị thuộc hạ tử vong do ngạt thở, là người dân bị ngạt thở. Về rối loạn thị giác, thần kinh thị giác bị teo lại, bị giảm thị lực, nhìn mờ, nhìn đôi, có thể dẫn đến người bạn cho đó mê ngộ độc methanol thì độc tính trên
điều trị. Điều trị để nạn nhân, đầu tiên phải để nạn nhân đi tránh ánh sáng, rồi rửa dạ dày ha. Để nạn nhân yên tĩnh tránh ánh sáng, có thể nới động quần áo để mà cho nó dễ thở đó, rồi rửa dạ dày bằng nam đi đi cầu lá nếu mà ở dưới 2 giờ trở xuống, tức là nhỏ 2 giờ sau khi hoạt động qua đường tiêu hóa thì người ta rửa dạ dày bằng kino kino, do đó biết rửa uống rượu mà tối được thì đỡ. Ngăn chặn sự chuyển hóa của metanol, chặn sự chuyển hóa của metanol. Còn cái chỗ này có thể cho nôn thì sau đó cho uống sữa vô nè, cho uống một cốc sữa hay là trà đặc. Rồi cái câu được quan trọng là ngăn chặn sự chuyển hóa của metanol bằng cách dùng ethanol hay là bột benzin pyranol để có sự cạnh tranh axit chuyển hóa, cạnh tranh axit chuyển hóa, cạnh tranh với argon và nitrogen. Cho đó mình lại của mình cùng ngăn chặn sự chuyển hóa của metanol bằng cách dùng cái gì nghe? Cái từ đúng nha, ngăn chặn sự chuyển hóa của metanol bằng cách dùng ethanol hay là bột benzin pyranol để cái sự cạnh tranh axit chuyển hóa giúp đào thải nhanh metanol trước khi nó được biến đổi thành anhít một lít. Có dùng chất chống nôn không em? Không được dùng chất chống nôn, phải dùng chất gây nôn ha. Có thể là gây nôn chứ đừng dùng chất chống nôn. Nếu dùng chất chống nôn thì sao? Đâu có nôn ra thì giữ trong đó thì sẽ giữ chất độc lại thì đó. Không dùng chất chống nôn thì em bị thấy thì có bị là ngộ độc của metanol hay là ngộ độc ethanol mà thấy ối quá trời chất chống nôn mà ngộ độc ra sẽ tích tụ chất độc lại, đặc biệt là ngộ độc metanol không được dùng chất chống nôn. Rồi nôn cho uống paracetamol, tại sao? Tại paracetamol nó độc tiêu gan, nếu paracetamol khi mà uống khi bị ngộ độc metanol sẽ làm tăng bản lĩnh trên đối với metanol. Metanol có hại gan không em? Đủ bình thường đã hại gan rồi nha, mà metanol còn độc tính trên gan càng nặng hơn nữa ha. Nếu mà anh nào anhít thì độc tính trên gan hết á, mà đặc biệt anhít còn cái còn độc tính trên gan còn nhiều hơn so với cả anhít khác, để độc tính nó gấp 3 lần so với là metanol. Mấy em nhớ độc tính nói chung là của cồn, của cồn là đối với lại gan là do nó sao nè, nó phá hủy tế bào gan, tế bào gan thì làm cái enzyme là COT, CPT nó thoát ra ngoài phá hủy tế bào gan thì sao, đưa đến tạo thành những cái sẹo, ba cái sẹo để đưa đến sơ gan rất nguy hiểm. Phá hủy tế bào gan là do cái chất chuyển hóa của nó là anhít sinh ra, do đó độc tính trên gan rất là cao, nên không cho uống khi mà uống rượu hay là nói chung là rượu thì không có dùng paracetamol thì nó sẽ tăng độc tính trên gan, đặc biệt là đối với metanol. Nếu nạn nhân có biểu hiện co giật ha, thở không đều, hôn mê, chảy máu thì phải cấp cứu ở bệnh viện và mang theo chất mà uống mà nghi ngờ bị ngộ độc thì phải đưa đến bệnh viện luôn. Nói chung là phải đưa đến bệnh viện, mấy cái này là phải đưa đến bệnh viện hết người ta mới áp dụng nè. Rồi ở bệnh viện người ta tiếp tục điều trị nhiễm axit chuyển hóa. Axit chuyển hóa là do axit phọt mít sinh ra đó, điều trị nhiễm axit chuyển hóa bằng natri đi cầu nát. Nói chung là điều trị ngộ độc metanol là phải đưa đến bệnh viện. Tăng thải lượng metanol bằng cách dùng axit folic tiêm tĩnh mạch, bằng cách người ta ở bệnh viện người ta tiêm tĩnh mạch folic 1 mg/kg để thúc đẩy quá trình biến đổi axit folic thành CO2 hay ở phân máu, để thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển hóa để đào thải dưới dạng CO2 vào nước. Điều trị triệu chứng keto oxy, uống các thuốc tăng cường hóa mi trở đi. Rồi chúng ta qua phần dẫn đến phân lập phân tử hoặc phương pháp có cái virus này là chất mà có thể dùng phương pháp kéo được để tách ra, sau đó đi tất cả một số phản ứng. Thứ nhất là phản ứng oxy hóa thì nó là có tác nhân thử vô
dung chất oxy hóa là KNO4 hay là dùng cái chất oxy hóa là KNO4 trong môi trường axit cho em, còn trong môi trường axit phosphoric để formaldehyde để tạo thành bụi tạo thành, tức là methanol bị oxy hóa bởi KNO4 trong môi trường axit phosphoric tạo thành formaldehyde. Và formaldehyde có thể được phát hiện qua thuốc tử gì mấy em khi đang thực hành, thuốc tử sinh rồi sẽ cho màu tím, màu tím, hồng tím, xanh tím hoặc tím sậm. Rồi hoặc có thể dùng vỡ cái thuốc tử mặt phiên ha, tức là một phiên trong axit sulfuric đậm đặc sẽ cho màu tím đỏ, nhưng mà thường người ta hay dùng thuốc tử ship để phát hiện formaldehyde sinh ra, nó dùng để phát hiện aldehyde. Rồi phản ứng chế là axit chromotropic trong một cái axit sulfuric cho màu tím đỏ, tức là để tính người ta phải dùng phản ứng oxy hóa methanol thành aldehyde. Methanol thì cụ thể sẽ bị oxy hóa thành formaldehyde, phát hiện bằng thuốc tử ship và thuốc tử đặc trưng để phát hiện aldehyde. Rồi mà còn phản ứng tính nữa là phản ứng ester hóa ancol khi tác dụng với axit, có phải phản ứng ester hóa không em? Một ancol tác dụng với axit tạo ra ester, tạo chất xuất salicylic methyl, ví dụ như là do tác dụng để lại axit salicylic trong môi trường axit sulfuric đậm đặc thì sẽ tạo ra salicylic methyl, không phải là một ester của em. Salicylic methyl có mùi gì đây em? Mùi gì nhớ không? Mùi dầu nóng. Mấy em điều chế methyl salicylic thì bằng cách cho methanol tác dụng với axit salicylic trong môi trường axit sulfuric đậm đặc sẽ tạo ra methyl salicylic đậm ester. Ester tạo ra do axit tác dụng với lại gì? Ancol. Và methyl salicylic có mùi dầu nóng. Cho đó khi mà mua dây điện nóng về mình sức đau biết các em thấy người ta có bị gì không? Không nhiệt sức lên cái vết thương mở. Tại sao? Khi mà gặp cái tinh mở, methyl salicylic cộng với nước là mở tủy phân. Tủy phân sẽ sinh ra gì? Sinh ra axit salicylic và methanol. Có phải sinh ra hai cái độc không? Cái đó đối với dầu nóng em sức trên vết thương mà không có đủ sức trên vết thương, nói chung là chỗ da là cái chỗ mà da hở là sẽ có nước thì phản ứng sẽ giải phóng trở lại là axit salicylic và axit này cũng gây kích ứng như là này ha, và methanol là một cái chất độc. Do đó khi chú ý là xài nóng. Rồi tiếp theo đến lượt các phản ứng định lượng methanol thì dựa vào phản oxy hóa thành formaldehyde, rồi cũng dựa vào cái oxy hóa methanol thành formaldehyde, sau đó dùng thuốc tử ship để tạo màu ha. Cũng dựa vào các phản ứng giống như là phản ứng định tinh. Rồi chúng ta hết bài này, sao qua một bài nữa. Ethanol ha. Bài này nó hơi dài. Ethanol tức